các bộ phận trên cơ thể của bạn đang làm gì. Từ 20 giờ đến 23 giờ là thời gian hệ miễn dịch đào thải chất độc, bạn nên ở trong không gian yên tĩnh hoặc nghe nhạc thư giãn. Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian bài độc của gan, cần ở trong trạng thái ngủ say. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng là thời gian bài độc của mật, cần ở trong giấc ngủ say. Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng là thời gian bài độc của phổi. Người bị ho hay ho dữ dội thời gian này, bạn không nên dùng thuốc ho lúc này để tránh cản trở việc đào thải chất cặn bã trong người lúc này. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là khoảng thời gian ruột già bài độc, vẫn cần đi toilet vào lúc này để xả. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng. Từ 23 giờ đến 4 giờ sáng là thời gian tủy sống tạo máu nên cần ngủ say, không nên thức khuya. Bạn có làm đúng theo đồng hồ sinh học này không? Hãy comment cho mình biết với nhé. Những thói quen làm hại não của bạn không hề xa lạ. Đầu tiên là việc không ăn sáng. Lượng đường trong máu sẽ thấp dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng cung cấp cho não, làm suy giảm chức năng. Tiếp theo là ăn nhiều đồ ngọt, gây cản trở việc hấp thu chất đạm và các chất dinh dưỡng khác, từ đó dẫn đến suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển trí não. Ngay sau đó là sự thiếu ngủ triền miên, đẩy nhanh sự lão hóa của các tế bào não, làm cho các tế bào não chết sớm hơn. Kế tiếp là việc trùng chăn khi ngủ. Trong chăn khí oxy ít đi, lượng CO2 nhiều hơn làm thiếu oxy chạy lên não. Cuối cùng là ít nói chuyện. Nói chuyện sẽ hạn chế sự phát triển của não vì ngôn ngữ được quản lý bởi một phần nhất định trong não. Vì thế nên tránh xa những thói quen xấu này vì nó sẽ hạn chế sự phát triển của não bộ bạn đấy.